Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, VinFast, công ty sản xuất xe điện hàng đầu của Việt Nam và chính quyền bang Tamil Nadu của Ấn Độ đã chính thức hợp tác nhằm phát triển giao thông xanh tại Ấn Độ. Theo kế hoạch hợp tác, VinFast và Tamil Nadu sẽ hướng đến mục tiêu đầu tư lên đến 2 tỷ đô la Mỹ. Trong giai đoạn 1 của kế hoạch, trong thời gian 5 năm, VinFast sẽ đầu tư 500 triệu đô la Mỹ để xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại bang này. Nằm tại thành phố cảng Thoothukudi, dự án của VinFast đặt mục tiêu phát triển thành trung tâm sản xuất xe điện hiện đại tầm cỡ trong khu vực với quy mô sản xuất lên đến 150.000 xe điện trên một năm. Dự án dự kiến sẽ tạo ra khoảng 3.000 đến 3.500 cơ hội việc làm tại thị trường này, dự kiến được khởi công ngay trong năm nay. Dự án tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế tại Tamil Nadu nói riêng và toàn bộ Ấn Độ nói chung. Ngoài ra, dự án góp phần thúc đẩy phát triển giao thông xanh hướng đến mục tiêu 30% ô tô cá nhân là xe điện. Mục tiêu quan trọng của chính quyền bang Tamil Nadu nhằm giảm phát thải carbon trong lĩnh vực giao thông. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota Motor cho biết sẽ nối lại hoạt động của các nhà máy trong nước từ ngày mai. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của trận động đất vào ngày đầu năm mới, Toyota sẽ có quyết định cụ thể về việc hoạt động trở lại vào ngày 15 tháng 1 tới. Trong thông báo hôm nay, Toyota cho biết sẽ khởi động lại hoạt động sản xuất xe nội địa của năm nay theo đúng kế hoạch là từ ngày mai, mặc dù một số nhà cung cấp của hãng bị gián đoạn do trận động đất xảy ra ở bán đảo Noto. Toyota đã giải thích rằng do nhiều nhà cung cấp và chi nhánh bị thiệt hại trong trận động đất, nên hãng sẽ sử dụng các linh kiện còn tồn kho bên ngoài khu vực bị ảnh hưởng. Toyota cho hay sẽ đánh giá tình trạng của các nhà cung cấp trong khoảng thời gian sau ngày 15 tháng 1 tới. Nhà sản xuất ô tô này trước đó cho biết sẽ không thể bắt đầu sản xuất vào ngày dự kiến do các nhà cung cấp bị thiệt hại trong trận động đất. Những năm gần đây, Toyota phải đối mặt với một loạt vấn đề về sản xuất. Tháng 10 năm ngoái, hãng buộc phải tạm dừng một phần hoạt động sản xuất trong nước trong 10 ngày sau vụ nổ tại nhà máy của một nhà cung cấp gây thiếu hụt linh kiện lò xo. Tháng 3 năm 2022, một cuộc tấn công mạng nhằm vào một nhà cung cấp khác khiến tất cả các nhà máy của Toyota ở Nhật Bản phải ngừng sản xuất. Trong báo cáo tình hình kinh tế thế giới và triển vọng 2024 mới công bố, Liên Hợp Quốc đưa ra dự báo ảm đạm về kinh tế toàn cầu năm nay do những thách thức như xung đột leo thang, thương mại toàn cầu yếu, lãi suất cao và các thảm họa khí hậu gia tăng. Liên Hợp Quốc dự báo tăng trưởng của kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống 2,4% trong năm nay so với mức tăng trưởng ước tính vượt dự báo 2,7% trong năm ngoái. Tuy nhiên, mức tăng trưởng của cả hai năm đều dưới 3%, mức trước đại dịch bùng phát vào năm 2020. Nhìn vào dự báo tốc độ tăng trưởng năm nay theo khu vực, Mỹ được điều chỉnh tăng 0,4 điểm phần trăm lên 1,4 điểm phần trăm so với báo cáo trước đó. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của Liên minh châu Âu bị hạ 0,3 điểm phần trăm xuống còn 1,2%. Anh cũng giảm 0,7 điểm phần trăm xuống còn 0,4%. Tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với tăng trưởng kinh tế đạt 3% trong năm 2022. Báo cáo cho rằng kinh tế Trung Quốc có sự bứt phá trong nửa cuối năm 2023 với tốc độ tăng trưởng ước đạt 5,3%. Liên Hợp Quốc dự báo các nền kinh tế ở Đông Nam Á sẽ giảm tốc tăng trưởng từ 4,9% năm 2023 xuống 4,6% trong năm 2024. Ở Đông Á, tăng trưởng dự kiến đạt 2,9% trong năm 2024 so với mức 1,7% trong năm 2023. Sau một năm đầy biến động, tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani vừa lấy lại vị trí là người giàu nhất châu Á. Người sáng lập tập đoàn Adani hiện có khối tài sản trị giá 97,6 tỷ đô la Mỹ, giàu thứ 12 thế giới. Theo bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, tài sản ròng của ông Adani tăng 7,7 tỷ đô la Mỹ trong một ngày, chạm mốc 97,6 tỷ đô la Mỹ. Con số này đồng nghĩa với việc tỷ phú người Ấn trở lại ngôi vị người giàu nhất châu Á với khoảng cách rất xuýt xao so với người đồng hương Mukesh Ambani. Ông Ambani, chủ tịch Radiant Industries, xếp thứ hai với giá trị tài sản ròng ở mức 97 tỷ đô la Mỹ. Sự trở lại của ông Adani đánh dấu một năm đầy biến động với tập đoàn Adani Group. Dù bác bỏ cáo buộc gian lận doanh nghiệp của Hindenburg, Adani Group đã mất hơn 150 tỷ đô la Mỹ giá trị vốn hóa trong năm ngoái. Cổ phiếu của Adani Group tăng vọt sau khi tòa án tối cao Ấn Độ tuần này ra lệnh cho cơ quan quản lý thị trường địa phương kết thúc cuộc điều tra về tập đoàn. Phía tòa cũng cho biết không cần điều tra thêm. Như vậy, về cơ bản cuộc điều tra đã kết thúc.
Quý tư 2023, mức lương trung bình mà các doanh nghiệp đưa ra để tuyển nhân viên mới ở 38 thành phố lớn của Trung Quốc giảm 1,3% so với một năm trước, xuống 10.420 nhân dân tệ trên một tháng, tương đương 1.458 đô la Mỹ. Đó là mức giảm lớn nhất kể từ khi dữ liệu được thống kê vào năm 2016 trên nền tảng tuyển dụng trực tuyến Xiaobin. Đây cũng là quý thứ tư liên tiếp, lương tuyển dụng nhân viên mới suy giảm, đánh dấu chuỗi suy giảm dài nhất tính theo quý. Tại Bắc Kinh, tiền lương tuyển dụng nhân viên mới giảm 2,7% so với một năm trước và cũng ghi nhận quý thứ tư giảm liên tiếp. Tiền lương ở thành phố Quảng Châu đã giảm 4,5%. Đối với Trung Quốc, dữ liệu tiền lương suy yếu, báo hiệu rủi ro giảm phát gia tăng trong năm 2024 và đe dọa triển vọng tăng trưởng kinh tế. Thị trường làm việc ảm đạm có nghĩa là người dân có thể sẽ cắt giảm chi tiêu, tạo thêm áp lực giảm giá tiêu dùng vốn đang giảm với tốc độ nhanh nhất trong 3 năm. Năm ngoái, Trung Quốc chứng kiến làn sóng cắt giảm lương trên diện rộng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ và tài chính, do tác động của chiến dịch thắt chặt quản lý của giới chức trách. Do hiệp định thuế mới, thị trường lao động Thụy Sĩ kém hấp dẫn hơn đối với lao động Ý xuyên biên giới. Chính quyền bang Ticino phía nam nước này đang lo lắng về tác động của luật mới đối với kinh tế địa phương và nhu cầu cấp thiết về lao động từ Ý. Qua, những người đi làm xuyên biên giới từ Ý qua Thụy Sĩ phải đối mặt với mức thuế tăng đáng kể. Điều này khiến họ bị giảm thu nhập. Theo báo cáo từ ngành công nghiệp và lĩnh vực ăn uống cho thấy, số lượng người nộp đơn xin việc đã giảm. Trong khi đó, nền kinh tế ở bang Ticino phụ thuộc rất nhiều vào những người đi lại xuyên biên giới từ vùng Lombardy ở Ý. Khoảng 80.000 nhân viên đi làm qua biên giới mỗi ngày. Gần 1/3 số người làm việc ở Ticino đến từ Ý. Lương cao từng là lý do thu hút họ chấp nhận qua biên giới làm việc. Theo Bộ Lao động Mỹ, các nhà tuyển dụng nước này đã thuê nhiều nhân công hơn dự kiến trong tháng 12/2023, trong khi tăng trưởng tiền lương ở mức cao giúp củng cố kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm nay. Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy lĩnh vực phi nông nghiệp đã tăng thêm 216.000 việc làm trong tháng 12 năm 2023, cao hơn nhiều so với mức 170.000 việc làm được dự báo trước đó. Tuy nhiên, tính cả năm 2023, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 2,7 triệu việc làm, giảm mạnh so với 4,8 triệu việc làm được tạo ra trong năm 2022. Tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi so với tháng 11 năm 2023, duy trì ở mức 3,7%. Tuy nhiên, dù lực lượng lao động ngày càng mở rộng, tăng trưởng tiền lương vẫn ở mức cao. Thu nhập trung bình mỗi giờ của người lao động Mỹ tăng 0,4% trong tháng 12 năm 2023, sau khi tăng 0,4% trong tháng trước đó. So với cùng kỳ năm ngoái, tiền lương đã tăng 4,1% trong tháng 12 năm 2023, từ mức 4,0% của tháng 11. Báo cáo cũng cho thấy tăng trưởng việc làm trong những tháng gần đây chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực như là giải trí, khách sạn và chăm sóc sức khỏe. Ngân hàng Trung ương Mexico thông báo lượng kiều hối đổ về nước này năm 2023 đạt hơn 63,4 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục và tăng 8,4% so năm trước đó. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023, người Mexico tại nước ngoài đã gửi về nước 57,8 tỷ đô la Mỹ, mức cao chưa từng được ghi nhận trong giai đoạn này, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2022. Dòng kiều hối đổ về Mexico tiếp tục xu hướng tăng mạnh kể từ tháng 5 bất chấp sự tăng giá của đồng nội tệ peso so với đồng đô la Mỹ trong những tháng cuối năm 2023. Trong giai đoạn 2022-2023, đồng peso Mexico đã tăng giá trung bình 11,8% so với đồng đô la Mỹ. Điều này khiến các gia đình nhận kiều hối tại Mexico giảm đáng kể thu nhập khi quy đổi sang đồng nội tệ. Lượng kiều hối đổ về Mexico năm 2023 ước tính đóng góp 3,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này. Kiều hối là nguồn thu quan trọng của nền kinh tế thứ hai Mỹ Latin. Đây là nguồn cung ngoại tệ lớn thứ hai của Mexico, chỉ sau xuất khẩu ô tô và đem lại nguồn thu lớn hơn cả ngành nông nghiệp, vốn đóng góp 3% vào GDP của quốc gia 130 triệu dân này. Sau hơn 2 tháng tăng liên tục, chứng khoán Mỹ đã có tuần giảm điểm đầu tiên khi chốt phiên cuối tuần 5 tháng 1. Mức tăng nhỏ trong phiên này không ngăn được chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite bắt đầu năm 2024 với kết quả hàng tuần tồi tệ nhất trong nhiều tháng qua. Cả 3 chỉ số chuẩn của phố Wall đều ghi nhận mức giảm hàng tuần đầu tiên trong 10 tuần qua. Trong đó, chỉ số S&P 500 giảm 1,54%.
Chỉ số Nasdaq Composite hạ 3,26% và chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones mất 0,59%. Đối với S&P 500, đây là tuần tồi tệ nhất kể từ cuối tháng 10 vừa qua, trong khi Nasdaq có tuần tồi tệ nhất kể từ cuối tháng 9 năm ngoái. Các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trong những phiên giao dịch đầu năm 2024 vì họ chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất và tốc độ cắt giảm lãi suất. Gaspro, chiến lược gia về vốn cổ phần và phát sinh tại ngân hàng BNP Paribas, nhận định hiện tại đây có thể là một sự điều chỉnh lành mạnh đối với một thị trường đã bị mua quá mức vào cuối năm ngoái. Phiên giao dịch cuối tuần này chứng kiến thị trường biến động suốt phiên khi các nhà đầu tư tiếp thu dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất đưa ra những quan điểm trái ngược nhau về thời điểm cắt giảm lãi suất có thể bắt đầu. Ban đầu là dữ liệu tích cực về một báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy các nhà tuyển dụng đã thuê nhiều công nhân hơn dự kiến trong tháng 12 vừa qua. Qua đó dập tắt kỳ vọng về việc giảm lãi suất nhanh chóng, đẩy hợp đồng tương lai xuống thấp hơn. Tuy nhiên, một khảo sát từ Viện Quản lý Cung ứng Mỹ sau đó cho thấy hoạt động của lĩnh vực dịch vụ đã giảm trong tháng 12, biểu hiện rằng nền kinh tế yếu hơn. Điều đó khuyến khích những người đặt cược vào việc Fed sẽ nhanh chóng nới lỏng chính sách lãi suất, khiến thị trường tăng cao hơn trong suốt buổi sáng và buổi chiều. Ông Wood chia sẻ thêm, về mặt dữ liệu vĩ mô, tôi nghĩ có điều gì đó dành cho tất cả mọi người, về mặt dữ liệu mà chúng tôi đang ghi nhận. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng dữ liệu công bố trong tuần này khó có thể thuyết phục được bất kỳ ai thay đổi quan điểm về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Theo công cụ FedWatch của tập đoàn CME Group, các nhà giao dịch nhận thấy 66,4% khả năng Fed cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 3 tới. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn phản ánh kỳ vọng về lãi suất kết thúc tuần này ở mức 4,05%. Giá dầu thô thế giới khép phiên giao dịch tuần này với mức tăng ổn định khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bắt đầu chuyến thăm Trung Đông sau một tuần nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực. Theo đó, khép phiên cuối tuần, giá dầu Brent biển Bắc tăng 1,51% lên 78,76 USD trên một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 2,2% ở mức 73,81 USD trên một thùng. Giá dầu phục hồi sau mức giảm vào thứ Năm do tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng mạnh, và cả hai loại giá chuẩn này đều kết thúc tuần đầu tiên của năm ở mức cao. Ông John Kidup, chuyên gia nghiên cứu của quỹ Again Capital, giải thích, với những căng thẳng ở phía Trung Đông, phía bảo hiểm, thương mại, địa chính trị phải được đẩy lên cao hơn, thật khó để các nhà giao dịch chống lại vấn đề trên. Ông Kidus cho biết thêm rằng một báo cáo của chính phủ Mỹ cho thấy số việc làm tăng trong tháng 12 vừa qua sẽ hỗ trợ nhu cầu dầu trong năm tới. Là một trong ba quốc gia châu Phi có ngành chăn nuôi lớn nhất, Cộng hòa Chad muốn công nghiệp hóa và nổi lên như một cường quốc xuất khẩu thịt. Chad có kế hoạch xuất khẩu thịt ở quy mô công nghiệp đến nhiều nước Trung Đông và châu Phi, bất chấp đất nước vẫn còn bị cản trở vì các rủi ro an ninh và tác động của biến đổi khí hậu. Quá trình công nghiệp hóa ngành chăn nuôi và chế biến thịt của Chad đang tăng tốc. Cơ sở chế biến hiện đại này là trọng tâm của kế hoạch chuyển đổi hoạt động xuất khẩu thịt của Chad, và khi làm như vậy sẽ tăng cường cho một trong những nền kinh tế kém phát triển nhất thế giới. Laham Tichas đặt mục tiêu chế biến và xuất khẩu 200 gia súc và 400 động vật nhai lại nhỏ mỗi ngày. Khi cạnh tranh với ngành công nghiệp chế biến thịt của Argentina, Brazil của Ấn Độ, Chad bắt đầu xuất khẩu thịt đông lạnh sang Gabon vào tháng 6 năm ngoái và cũng đang nhắm đến các thị trường như là Ai Cập và Nigeria. Theo ông Ashkay Brachoria, quản lý chất lượng của Laham Tichas, công ty có kế hoạch thành lập thêm một nhà máy nữa vì nhu cầu cao. Họ từng giết mổ động vật trên đường phố. Bây giờ chúng tôi đã thành lập một đơn vị thích hợp nơi chúng tôi có thể đưa ra mọi chỉ tiêu an toàn thực phẩm và chúng tôi đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi an toàn 100%. Việc phát triển ngành chế biến thịt của Chad là động thái tự nhiên ở một quốc gia có khoảng 110 triệu con gia súc. Theo Ngân hàng Thế giới, chăn nuôi là thu nhập thứ hai của đất nước sau dầu mỏ, đóng góp 30% GDP và hỗ trợ gần 40% dân số, cũng như cung cấp sinh kế cho hơn 70% dân số nông thôn. Hiện nay, Chad xuất khẩu 700.000 gia súc và động vật nhai lại nhỏ mỗi năm. Nhà chăn nuôi Muhammad Ali cho biết, việc đáp ứng nhu cầu từ các lò mổ mới sẽ không thành vấn đề. Chúng tôi có thể cung cấp số lượng gia súc như họ yêu cầu, lò mổ hàng hóa tập thể, mang tài nguyên vào đất nước chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp họ duy trì hoạt động xuất khẩu. Ali tin rằng việc chuyển hướng sang xuất khẩu thịt chế biến có thể định hình lại nền kinh tế của Tichat, tạo doanh thu và thêm việc làm. Nhưng quá trình chuyển đổi cũng phức tạp.
Với thị trường chăn nuôi trong nước bão hòa, ngành chế biến thịt kém phát triển và thiếu khả năng xuất khẩu, chính phủ Tchad đã bắt tay hợp tác với một công ty thuộc khu vực tư nhân Arise. Năm 2022, liên minh công tư giữa Arise và chính phủ Tchad thành lập lên Laham Tchad, công ty đồng sở hữu để điều phối quá trình công nghiệp hóa. Arise nắm giữ 65% cổ phần và chính phủ Tchad nắm giữ 35%. Mục tiêu chung là tăng cường cơ sở hạ tầng chế biến thịt giống như là lò mổ Mofdrill và thúc đẩy xuất khẩu thịt được chăn nuôi và chế biến tại địa phương. Giám đốc đối tác quốc gia Abdelrashid Hassaneh Arabi lập luận rằng sự hợp tác này là một lợi thế nhờ việc nhân giống mà toàn bộ chương trình đã được xây dựng. Đây là cách chúng tôi sẽ cạnh tranh ở tất cả các thị trường ở cấp độ quốc tế. Cùng nhau, họ đã thành lập 7 đặc khu kinh tế trên toàn đất nước để phát triển ngành chế biến thịt. Để thực hiện được điều này, cần đầu tư khoảng 361 triệu đô la Mỹ vào năm 2035. Trên đây quý vị vừa đến với bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt.